ăn này lát chắc đau tử mình quá. Nó nóng nó cay hả? Nóng cay chua nữa. Ăn kim chi vô chua nữa. Đang chiên trứng. Trứng đi ăn mì. Ừ, nhâm rồi. Bỏ rau vô trước. Quên nói gì ta liệu luôn á. Con hốt gì cha. Nhúng xuống. Ăn nữa thì mình bỏ nữa. Cái gì mình mì mình bỏ từ từ á. Cái này nước cũng bị kém. Bỏ hạt nêm chưa? Dạ. Bỏ xoay lên nữa mì vô không? Ừ. Đây kim chi. Còn đây chân giò. Đấy. Thả mì được rồi đó đi. Dạ. Thì bỏ gì luôn nha tự. Không phải vô, không phải vô.
còn nhanh tay lên ngồi thả cho nó đều ra đất cái mặt. Đừng bẻ để phủ hết cái mặt. Dạ. Để đại con gót thôi. Nó tươi tươi chứ để cùng thì nó lại. Sao con lấy đũa như vậy? Con phải lấy đũa một màu chứ. Cơm biết ăn, biết giới thiệu món coi. Dạ đây trứng chiên. À, đây ớt. Giò. Giò heo. Rồi đây là. Đây là kim chi. Đây là cái chiên. Mì phô mai. Rồi đây. Đây là gỏi. Gỏi ngó sen. Chỗ bữa nay biết ăn cơm xịn sọn. Ủa. Gì anh? Thì gạo chị Tư để đâu rồi ta? Ở trong ở em dở trong cái thùng thùng trong cái tủ đông á, cái tủ mát đó. Ờ. Phô mai tan không? Không. Nó hơi tan tan. Không tan bật lò lên. Còn hơi. Ôi nó còn hơi sao được. Nè, cái gì nè. Không được. Phải cho nó tan chứ không được, nó gì đâu được. Phải cho nó tan chảy. Tại hồi nãy thôi bỏ vô chậm quá quên á. Còn có tôm ấy chấm nữa. Giùm em. Thôi, anh không chồng đến thôi rau gỗ rau kia đi. Ăn giờ ăn chưa thấy nó đỏ không? Vậy nó sắc xuống. Gặp cho heo đi. Nó không cay đâu, Bin ăn được không? Dạ. Ăn thử chơi ớt đi Bin. Trời. Ăn thử chơi ớt đi. Dạ. Ba nhờ chị nha. Nói đi em lấy. Giờ Bin mời cả nhà ăn cơm. Ngon không Bin? Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Quá ngon. Cạp đi Bin. Ừ. Cầm này đi con. Không cay đâu. Đâu, đâu không cay đâu. Dạ. Em ăn đó thôi nè. Ăn chân giò nè coi. Dạ. Em cạp này nè. Mùi nó nồng. Nhìn ăn. Xin nước là ta cho con xin miếng nước. Nè anh, cạp thử. Dạ, nó không cay với mình thôi nha, chứ thằng Bin không có ăn được cái cục ớt này đâu nha Bin. Nó cũng nồng nồng. Vậy nãy mới kêu chị Bin thử cho ớt đi đó. Bin cho má từ cái chén này. Đây. Đúng không? Đây. Bên đây. Ờ. Mà cá thuộc con. Gót đi nước đầy cho má từ ké. Dạ. Má từ nóng quá mới được hết nước. Uống nước không nói chừng. Ừ. Ừ. Chưa? Còn Nguyên chảnh bảo mê mì phô mai lắm, bữa nào không? Ăn nguyên cục phô mai luôn, xỉu xỉu. Ăn đi, đây. Ăn đi rồi béo. Ăn đi rồi ốm, chẳng cần. Cái phô mai hả mẹ? Có phô mai hả? Con kiếm phô mai ăn đây. Nó tan nào trong đó đó con. Để mẹ lấy cho. Nước không Bin? Hả? Con nước này không? Dạ thôi. Ăn này phải ăn chung này mới ngon nè. Nó mấy năm gấp đầy chén quá. Ăn chén không mẹ? Ừ. Mấy năm review phải đầy chén chứ. Ừ, mấy năm gấp đầy chén quá mà anh bồng. Trời ơi, cục phô mai nè. Ừ. Chén cánh không mẹ? Cái này nó gánh căng lắm. Dạ.
Sớm lắm. Ui. Ăn chén anh. Chén mì anh. Không á. Ăn cơm. Gây là nó ăn cơm đâu bụng. Cơm muôn năm. Muôn năm cơm thương. Mì ngon. Nó y như ớt mình vậy đó, nhưng mà em ăn thôi. Nó cục nó ngon á. Nó không có cay giống ớt mình. Nồng nồng, có mùi nồng nồng. Nó nồng nồng, nó giòn giòn. Cái này là tụi nó ăn thì nó chấm tương á. Đấy, mấy thằng nước ngoài thấy sao mà nó ăn ớt quá trời. Không, ớt này đó. Ớt này thấy nó nồng nồng thôi. Được không, gai chân giò được không? Được chứ. Vậy là vừa ăn với anh á. Giòn giòn. Giòn giòn ngọt ngọt là gai nó thích. Mì còn nóng quá. Bên ăn hay quá, má tư còn nóng quá. Phải ăn kim chi kìa. Chi mà. Cũng cay chứ, ớt cay mà chứ. Nó không phải cay giống ớt mình. Nó không giống mình thôi mình vẫn ăn được. Nếu mà ăn không được á. Nè, cục này có con còn nữa nè. Ngọt ngọt chứ không cay lắm. Nấu ăn bình thường. Mà sợ ăn này lát chắc đau tử nữa. Nó nóng nó cay hả? Nóng cay chua nữa. Ăn kim chi vô chua nữa. Giờ hết anh. Không, để. Review là phải review hết. Nguyên bữa ăn nào Nguyên cũng ăn mì là Nguyên Thái không? Thái mì nấu với phô mai. Xào thịt thịt chiên rồi đó. Nó ngon á. Cái này ăn cơm này với lý tưởng. Mát hả? Mát. Sẽ hơi nóng. Chiên nóng hay chứ. Ăn nóng nguyên cái gì nó không gai chứ. Nóng cứng chứ. Không dám ăn hết nguyên một à nhá. Nhớ ăn miếng này. Gấp mì cho. Gấp phô mai cho con nha. Nhưng nó tan chảy hết rồi. Cái nước kim chi này làm lẩu ngon. Từng phái. Ui, da ngon quá. Cảm ơn mẹ. Cho bên cục phô mai này. Nước từ cái ăn mà. Nhiều nó mập. Bên mập được rồi. Được chứ. Ơn bên mập được rồi. Cảm ơn từ. Mồ hôi hả? Búp bang. Thì view phải vậy chứ. Bên. Chi ăn gì mới đã.
em chi để chua rồi đó, không lại cái đi về cho anh chảy để chua rồi. Trứng anh. Trứng bên 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 ta. Trứng. Dễ coi. Nhiều lắm. Mấy trứng không? 4 trứng rồi. 3. Thì ngon quá. Ăn chung với mì này nè, ngon, mới đã. Cái cây này gặp gặp y mây là no rồi ha. Cái nào ngủ không phong với y mây. Ừ. Chỗ nào làm chủ nhật á làm cho ăn. Bữa nào chủ nhật làm lũ nó không ăn. Giò nó đi ghê, đừng có để. Em thôi. Tự nhiên bị ra. Chị cứ ngủ dám không? Đi lắm tập nhiều lắm. Ừ, sớm không hỏi ngủ anh cái gì chứ vậy không biết mấy câu hỏi anh những nơi nào ơi. Còn hai cục nè, hai ba cục luôn từ đây. Bữa nay hai chén mình thôi. Còn mì nữa ha. Bên ăn nữa thì bên ăn nha con. Dạ. Đó mà hết chưa. Dạ, tụi này kim chi chắc lúc mà nó giao chế liền ăn chắc cũng ngon lắm á. Tại vì kim chi này không? Mất tay nữa thì em thôi. Đi ra hết rồi.
đây. Giấy mì đi, giấy gạo đi rồi. Nè đưa gạo nè, đi nó mì. Đi nó ăn bám chén. Mê bé này lắm nè mà đông lắm mà. Vậy hả? Em không ăn nổi. Bộ kim chi đó, ăn miếng kim chi vô ngon quá mà. Kim chi kịp mì này ăn đúng rồi. Vậy điều em ăn. Cái bao tử này á. Ăn gì nó quậy quá. Nữa không con? No chưa? Nữa chứ. Nữa chứ. Nào có ăn được cái nào không ăn không? Dạ. Nó kêu làm cái này hoài, biến ốm lắm luôn. Mà biến ốm lắm luôn á. Này là may, y may là trúng tủ mà. Cái mì này là may. À, bữa nào làm chủ nhật nó ở nhà. Hú không? Thôi ra. Cảm ơn mẹ cha, mẹ hút nước cho coi chi dữ mẹ. Rồi, rồi đó là. Cay quá. Nước này ngon nè mà không dám hút luôn á. Tại vì cái bao tử nó hoành quá. Kỳ quá. Đi đâu vậy ba? Đi cũng cầu. Kim chi ngon. Kim chi này á gì? Chế ra chế với bà nội nó mê là ăn không? Xé ra ăn với cơm trắng thôi. Tư ơi, nhìn nè Tư. Bữa nào mấy Tư làm cơm trộn không? Ăn chung với bia. Đậu kim chi nè, mà có nắm kim châm bữa nào với mua về mình làm đậu cái nó. Nắm kim châm với mua cái đậu hũ non á. Này để bữa nào xào mua một miếng mực về xào ớt này đó xào. Bên ăn. Bên ăn quên thôi. Dẹp cơm nè. Dẹp cơm. Chút ăn cơm. Cái kim chi này ngon, nó ngon. Ngon lắm, cái này lâu chua rồi, chứ hổng ngon. Cái lâu hơi chua. Nó chua thì đem ra nấu lẩu ngon hơn. Biết cái nhỏ này bán ngon, mốt mua của nó nữa. Có ăn mua cho nó. Còn nửa ký nữa. Còn nửa ký nữa. Để từng tới, để tốt nó về làm cho nó ăn. Chua quá. Thì nó chua mình vô mì, mình bỏ vô mì mình nấu là lẩu kim chi. Sao chứ tối hơn chứ tối về đây hả mẹ? Em bỏ đây vô hộp à. Ừ. Từng tới chứ tối về đây hả Tư? Ừ. Tới tối về mua mực, mua bạch tuộc về nướng á. Làm lẩu kim chi ăn. Ngon quá cả nhà. Ăn lấy tới đây luôn. Ăn lấy tới đây luôn hoài. Cái ớt này á, người ta ăn thấy ngon ha. Còn mình ăn mình cảm thấy nó cứng cứng. Nhưng mà nó có cái nó có cái vị ngon. Thì cái ớt này á, mình xào mực á. Mực mà xào tương ớt á với hành trắng á thì xào xong nó cũng như ớt chuông vậy. À, thì nó ngon. À, nó không có cay. Nó thịt nó nồng. Nó the the hơn. Nó không có cay. Nước ngọt quá. Rồi con mì không con có ăn nữa không?
miệng nữa không? Dùng mấy tôi hỏi. Con. Được hả? Con đó. Tôi ăn miếng trứng à. Miếng chiên ngon. Hấp nước hòa miên miên cho mấy tôi miếng nước uống mà. Trời ơi, gia đình uống hết trơn ca nước rồi. Đưa mấy tôi đi. Đưa hồi nước người lớn trước chứ ai uống trước vậy. Trời ơi. Ê, chết đây. Nghe rửa mẹ nè. Cảm ơn mẹ. Giờ xin dừng video ở đây, ăn cũng đã ăn xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh ủng hộ hai chị em. Để hai chị em có thời gian làm video tiếp theo. Gì hả?